xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món mực nhồi thịt hấp. Ăn rất là thơm, ngon, ngọt. Mực rất là tươi và ăn rất là ngon nha các bạn. Nguyên liệu: các bạn cần chuẩn bị cho mình 500g mực tươi, các bạn làm sạch nha. 200g thịt lạc băm hoặc là thịt xay cũng được nha các bạn. Một ít bột nhĩ băm, cà rốt băm, hành củ, hành lá và một ít tiêu nha các bạn. Một số gia vị đi kèm gồm có hành nêm cờ no, một ít muối, một ít bột ngọt và một ít đường nha các bạn. Và các bạn cần chuẩn bị cho mình một ít tăm nữa nha. Bây giờ phần mực mình đã làm sạch rồi các bạn này. Mực này rất là tươi nha các bạn, nó không được to lắm nhưng mà rất là tươi. Các bạn làm phần đầu các bạn cũng làm sạch nha các bạn. Các bạn làm sạch mắt rồi lấy cái cuống ra nha. Rồi mình rửa lại bằng nước muối nha. Phần thịt mình đã băm này các bạn. Mình băm rất là nhuyễn luôn á. Mình sẽ cho vào đây một thìa hạt nêm cờ no, một ít muối, một ít bột ngọt và một ít đường nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ cho cà rốt băm nha các bạn. Cà rốt mình sắc sợi, sau đó mình băm nhuyễn nè các bạn. Một ít hành củ, một ít tiêu nha các bạn, nửa thìa tiêu nha các bạn. Tiếp theo đó là bột nhĩ. Bột nhĩ mình ngâm nước, sau đó mình băm nhỏ nha bạn. Mình sắc nhỏ, sau đó mình băm nha. Bột nhĩ người ta cũng có thể gọi là nấm mèo các bạn. Một ít hành lá, hành lá mình sắc mỏng nha các bạn. Mình sẽ cho thêm vào đây một thìa dầu ăn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ trộn cho đều lên nha. Mình trộn phần nhân này cho nó đều lên và mình ướp trong vòng 20 phút nha các bạn. Để 20 phút cho phần thịt mình nó thấm á. Rồi mình bắt đầu mình nhồi nha. Bây giờ mình nhồi mực nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái thìa mà có cái đầu nó nhỏ nha các bạn. Mình sẽ nhét thịt vào. Giờ mình sẽ dùng cái chuôi của cái thìa các bạn. Mình ấn nó vào nha các bạn. Mình ấn cho phần thịt của nó đầy đặn và nó chặt ở trong con mực nha các bạn. Phần thịt của mình đã nhồi chặt rồi các bạn. Mình sẽ cho cái đầu mực vô nha. Mình dùng tay mình giữ cái đầu mực nha các bạn. Và một tay mình sẽ cầm tăm, mình xiên qua nha. Mình xiên qua phần thân mực và đầu mực luôn nha các bạn. Để cho phần đầu mực nó dính vào với con mực á. Mình đã nhồi xong rồi các bạn. Mực của mình rất là căng và rất là tròn nha. Bây giờ mình sẽ đi hấp mực nha các bạn. Mình đã cho nước vào súng son rồi, mình cho cái đồ hấp lên trên nha các bạn. Mình sẽ chép một ít dầu ăn lên chỗ cái đồ hấp nha. Mình chép như vậy để cho phần con mực của mình nó không bị dính thịt vào các bạn. Đôi khi nó bị dính vào thì nó sẽ không đẹp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ xếp mực vào. Mình sẽ đậy nắp lại và mình bật bếp lên, mình đun trong vòng 20 phút nha các bạn. Mình đun cho nửa nó vừa vừa. Mực của mình đã gần chín rồi các bạn. Mình sẽ cho một ít hành lá vào nha. Và cuốn hành vô cho nó thơm. Và mình đậy nắp lại, mình hấp tiếp nha các bạn. Mình đậy nắp lại, mình chỉ hấp thêm 10 phút nữa thôi là mực của mình đã chín rồi các bạn. Mực của mình chín rồi nha. Giờ mình sẽ gấp ra dĩa nha.
con mực của mình rất là căng. Nhìn rất là ngon phải không ạ? Mình sẽ dùng thử cho các bạn xem nha. Cái này thì mình dùng với nước tương nha bạn. Nước tương mà mình cho một ít ớt nha. Ớt này là ớt ngâm chua nha các bạn. Ăn rất là ngon luôn. Con mực của mình hấp ăn nó rất là ngọt nha bạn. Nó giữ được độ ngọt của mực. Và phần nhân của mình ướp rất là thấm gia vị, rất là đậm đà, rất là ngon luôn các bạn. Mình ăn nốt phần đầu luôn nha. Mình đã gỡ tăm rồi các bạn. Nhưng mà phần đầu mực nó vẫn dính vào con mực nha các bạn. Bây giờ mình gỡ tăm ra thì phần đầu nó vẫn dính vào luôn. Nhìn rất là đẹp, rất là gọn và đẹp phải không các bạn? Ăn rất là ngọt và ngon luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký để ủng hộ video mình nhé.